Nâng lên một tí, đóng hết cả đầu. Một điếu thuốc nào, nâng cao sự diện nào. Ôi giời ơi, cái mùi gì mà thối thế nhỉ? À đây rồi. Ông Áo, ông Áo, ông mang ngay mau ra cho cậu chuyện ông Út cho tôi. Sáng sớm này ra đã ngất ngã ngất ngưỡng rồi. Cái bà này, chưa sáng này ra, đã cầu nhà cầu nhỏ, hút điếu thuốc nào không không? Này này tôi bảo này, ông mang rác ra cầu ông chuyển, ông vứt ông phải để ý trước sau nhá. Còn mù xoay nó hay đi chợ sớm lắm đấy. Nó mà nhìn thấy thì mồm loa biết giải, sáng mai cả làng biết đấy. Rồi cuối năm nhà mình mất gia đình văn hóa đấy. Ừ thì lắm chuyện thì tôi đi vứt. Ông đi ngay tôi về nhá, đừng có ngồi lê ở đâu đấy. Ai rau đây? Ai rau nào? Rau xanh rau sạch đi. Chị ơi, chị bán rau cho em nào. Bán rau cho em đi, mua rau ạ. Em có làm đây rồi. Mà chúng ta bảo vệ môi trường ấy, theo em nghĩ là chị bán rau thì nên dùng dây để buộc chị nhé. Đừng dùng túi ni lông. Thứ nhất là vừa tiết kiệm này, thứ hai là giảm lượng rác thải ra môi trường chị nhé. Em gửi tiền chị. À vâng ạ. Thế mà tôi nghĩ lên bán mấy mớ rau à, chẳng được bao nhiêu là tiền. Chị lấy tiền của tôi bảo vệ được. Thế tôi cảm ơn hôm nay bác nói thì tôi mới biết. Tôi cảm ơn bác nhé. Vâng, tháng mai bác lại đến mua rau sạch cho tôi nhé. Vâng, em về nhá chị nhá. Vâng ạ. Này, ông vừa làm cái gì đấy hả? Trời, cái bậc, tôi làm gì đâu. Tôi vừa mới nhìn thấy ông vứt cái bao rác xuống kia. Thế mà ông lại còn cãi. Chuyện của nhà bà đấy. Không phải là chuyện của nhà tôi. Nhưng việc giữ gìn vệ sinh môi trường là trách nhiệm của mọi người, mọi nhà, ông hiểu chưa? Con dần lần này còn giỏi cãi nhá. Sáng tôi đi chợ về, tôi gặp ông Ngáo vứt bao rác xuống suối nhà ông Truyền kia, cạnh cầu kia. Thế mà bây giờ ông còn cãi. Bác Ngáo ơi, hành vi như vậy là không được rồi. Người dân chúng ta bây giờ phải chung tay bảo vệ môi trường mà bác làm như vậy là không được rồi. Bằng chứng đâu? Giời. Có bằng chứng bác ơi. Bác Ngáo ơi, xóm ta bây giờ đã lắp đặt cam rồi. Hành vi của bác đã được đánh giá như là được kìa. Bác không cãi được đâu. Bác thôi nói như vậy là đúng đấy các ạ. Vì em rắc thì tôi bắt xuống xuống suối nữa chở chúng tôi đi đây vứt lại. Ông nói thế mà nghe được. Đúng rồi bác Ngao ạ. Bác hành vi như vậy là không được rồi. Bác nghe bà Soi nói đi. Chúng tôi bây giờ đi chợ còn phải dùng làn để hạn chế sử dụng túi ni lông, giảm lượng rác thải ra môi trường. Là ngô với cả nguồn nước. Cháu chào các bác ạ. Hai bác đã có chuyện gì tơ tiếng về ạ? À may quá gặp các cô ở tổ dân vận đây rồi. Sáng nay tôi đi chợ về, tôi gặp ông Áo vứt bao rác xuống suối cầu ông Truyền kia. Thế mà tôi nói ông ấy lại vẫn còn cãi. Hôm nay có các cô ở đây rồi, mong các cô là giải thích giúp tôi về cái hành vi của ông Áo giúp tôi với ạ. Ôi giời, tôi bảo ông rồi. Thì tôi đã bảo từ đầu rồi mà. Đấy, bây giờ mình bảo nhau nhé. Con chào ông, con chào bà. À, con đi đâu đấy? Đi ra đây. À, giỏi thế nhỉ? Ông bà nhìn thấy. Đấy. Ông bà nhìn thấy chưa? Cháu nó nhỏ như thế này, nó còn biết vứt rác đúng nơi quy định. Thế mà ông bà thì lại vứt rác xuống suối, làm ô nhiễm nguồn nước. Bác Ngáo ơi, bà Soi nói như vậy là đúng đấy bác ạ. Bảo vệ môi trường là trách nhiệm của tất cả mọi người. Khi môi trường bị ô nhiễm thì con người sẽ phải đối mặt với các bệnh như hô hấp, tim mạch, ung thư và một số căn bệnh khác. Vâng, bảo vệ môi trường, giữ gìn môi trường trong sạch là chúng ta đã được thở không khí trong lành, nguồn nước chúng ta được sử dụng an toàn sạch sẽ. Ngoài ra, việc bảo vệ môi trường góp phần hoàn thiện tiêu chí 17 trong bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới nâng cao và xây dựng kinh tế và phát triển đấy các bác ạ. Các bác ơi, người người nhà nhà chúng ta phải thực hiện phân loại rác tại nhà, nộp phí cho tổ thu gom rác thải để vận chuyển về nơi quy định.
vì một môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp, chúng ta cần chung tay để bảo vệ môi trường đấy các bác ạ. Ông bà đã nghe thấy chưa? Trúc ơi, con hãy nói cho các ông các bà biết tại sao mà con lại vứt rác vào ba cái thùng rác như thế này không con? Vâng ạ, ở trường của con các thầy cô thì con lại rất là vứt đấy ạ. Sao vô cơ rồi lại rất không nghỉ cho con trường? Sao vô cơ rồi lại rất không thể đại chế những cái lông, bao xu khỏi bánh? Rác thải tái chế là loại rất khó phân hủy để sử dụng để tái chế lại như vỏ, lon, giấy thải, giấy bìa cắt tông, vỏ chai nhựa. Các bà ơi, đại đa số người dân trong nước ta đều có thói quen không chung các loại rác vào một túi. Việc này phát sinh nhiều vấn đề trong quá trình xử lý rác, làm tăng lượng rác, tăng chi phí, tổn hại đến nền kinh tế và môi trường sống đây ạ. Ông bà đã nghe thấy chưa? Cụm loa truyền thanh của xóm thì ngày nào cũng ra giả tuyên truyền về việc vệ sinh đường làng ngõ xóm, thu gom rác thải. Thế mà ông bà lại không chịu nghe đâu, cho nên mới xảy ra cái chuyện như thế này đấy. Vâng, thế thì các cháu với các bác nói thế thì vợ chồng chúng tôi nay đã hiểu. Từ nay vợ chồng chúng tôi sẽ rút kinh nghiệm, nêu cao tinh thần, giữ vệ sinh chung và phân loại rác tại nguồn. Là tuyệt vời, ông bà cố gắng nhá. Nào, bây giờ chúng ta cùng đi phân loại rác thải nào. Của đội thi cụm Đồng Mè xin gửi tới quý vị đại biểu, quý ban giám khảo cùng toàn thể hội thi thông điệp: sạch biển, sạch rừng, sạch đất nước, sạch nhà, sạch ngõ, sạch đường đi. Vâng, tiểu phẩm của đội số 3 xin kết thúc tại đây. Một lần nữa xin gửi tới các quý vị đại biểu, quý ban giám khảo cùng toàn thể hội thi lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng. Xin cảm ơn hội thi.